Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cách chế sạc điện thoại. Thì hiện tại như quê tôi thì hiện nó đang sửa lại đường dây điện, nên là về vấn đề mất điện thì nó là thường xuyên. Một tuần thì mất đến 5 6 ngày. Vậy là cũng gần là nguyên tuần, nhưng có khi thì hay được 2 ngày mất 2 ngày. Đấy, nên là mình hướng dẫn cho các bạn chế một chiếc sạc dự phòng để chúng ta sử dụng khi cần thiết. Ở đây là mình có một cái sạc dự phòng này, nhưng mà nó đã bị hỏng pin rồi. Cái này nó bị hỏng pin chứ cái bộ nguồn của nó trong này vẫn còn dùng được. Đấy, mà cái loại này nó dùng pin cỡ lớn, cái này dùng pin cỡ lớn, thế nên là cái pin con thỏ mình thì không không đủ độ dài để kết nối được như thế. Thế thì mà dùng cái pin con thỏ thì nó sẽ không đủ nhiều lượng điện. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chế cái pin này. Các bạn hãy dùng cái hộp chứa pin, hộp nguồn pin của đồ chơi của trẻ con ấy, các bạn lắp pin vào theo đúng cái chiều quy định của nó. Về phía lò xo này là cực âm và đầu bên này nó sẽ là cực dương đấy, và nó tương xứng với màu đỏ này là cực dương, màu đen này là cực âm. Thì các bạn sử dụng cục dự sạc dự phòng mà bị hỏng pin ấy, thì đa số cục sạc dự phòng thì nó đa số là bị hỏng pin, bị chai pin thôi, chứ còn ngoài ra thì không không có vấn đề gì hết đấy. Thì các bạn đấu dây vào. Lò xo này chính là cực âm của pin. Còn cái đầu này nó là cực dương. Thế chúng ta sẽ đấu dây ra. Các bạn đấu dây ra nhé. Câu cái dây ra ngoài. Đấy. Thế rồi chúng ta sẽ đấu lại với nhau. Cái này cực âm thì đi với cực âm. Cái này nó là cực dương. Màu đỏ này. Nó sẽ là cực dương. Đấy, các bạn thử công tắc bên này. Các bạn thấy không? Có điện đấy, thấy không? Tắt đi, bật đi. Đấy, có điện. Mình là điện nó ra vào. Như bây giờ chúng ta chỉ dùng để cắm vào thôi. Thì mình giới thiệu với các bạn thôi, nên mình chưa quấn cái vào. Thì cái này các bạn khi mà các bạn đấu vào cái này thì dùng băng dính điện hoặc là ni lông. Chúng ta có thể quấn nó lại để đảm bảo cái an toàn, để tránh trường hợp bị chạm dây vào nhau nó bị chập cháy. Thì sau khi chúng ta đã đấu xong như thế rồi thì chúng ta sẽ dùng để sạc điện thoại. Các bạn đợi mình một chút, mình lấy thêm chiếc điện thoại nữa. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta sạc. Cái này thì mình chỉ làm giới thiệu cho các bạn thôi, nên là mình cũng không chưa quấn cái này vào. Nếu quấn vào nó gọn, nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ nắp này vào. Này nó cực âm phía trong này. Đây, tạm thời cứ nắp như thế này cho để đây cho nó gọn. Sau đó chúng ta sẽ kết nối sạc. Và các bạn lưu ý một điều rằng nhé, đây hiện giờ trên tay mình là có hai chiếc dây sạc, một dây ngắn và một dây dài. Và tôi khuyên các bạn rằng hãy nên dùng, khi mà dùng sạc dự phòng này nên dùng dây ngắn, tại vì như thế nó sẽ tiết kiệm được cái lượng điện cho chúng ta khi chúng ta sử dụng. Tại vì nếu mà dây điện càng dài thì cái độ chuyển của nó sẽ, độ tải điện ấy, thì nó sẽ chậm hơn, mà nó sẽ hao pin hơn là chúng ta dùng dây ngắn. Dùng dây ngắn nó sẽ tốt hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bạn thấy đấy, màu đèn nó sáng lên, đang sạc. Khá là hiệu quả đúng không? Những cái chúng ta tưởng rằng là nó là đồ vứt đi, nhưng mà có những lúc lại cần đến nó. Ngày xưa mình có nhớ cái câu mà ông nội mình có nói đấy, đó là vật khinh hình trọng. Bây giờ mình không cần đến nó, mình có thể vứt bỏ nó, nhưng một lúc nào đó mình lại cần đến nó. Đấy chính là cái cốt yếu. Thế nên là những gì chúng ta có thể tận dụng được, chúng ta có thể tiết kiệm được thì chúng ta hãy tận dụng nó, đừng nên lãng phí. Bởi vì nó rất đơn giản thôi, nếu như chúng ta mà bỏ tiền ra mua thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra mua một cái mới thì nó lại khá là lớn. Nếu như các bạn có thể là dùng một cái pin khác mua một cái pin khác, các bạn đấu vào chẳng hạn,
Hoặc nếu như mà các bạn mà muốn cho nó gọn gàng đẹp hơn thì đây, nếu như cái này thì các bạn phải kéo giãn cái lò xo này ra. Nhưng mà cái lượng pin nó sẽ không được bao nhiêu cả, tại vì cái này nó chỉ sức trước chỉ hai cái pin thôi. Mà cái pin khô kia của mình ấy thì nó là cái loại cỡ lớn, nó khá là dài, nó dài đúng bằng tầm này luôn, nó dài hơn cái pin con thỏ này. Còn nếu như bây giờ chúng ta kéo lò xo này ra thì để này thì vẫn lắp được pin con thỏ thôi. Thế nhưng mà cái lượng pin mà để chúng ta sạc một cái điện thoại ấy thì nó sẽ không đủ. Đấy. Thế nên chúng ta có thể tiết kiệm nó, chúng ta khi mà những cái pin này hỏng chúng ta vứt cái pin đi. Chúng ta có thể là mua trên mạng một cái pin khác chúng ta thay thế vào thì nó sẽ rẻ hơn là chúng ta mua nguyên một cái cục sạc phòng mới, đúng không? Rồi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bạn. Nếu thấy kênh của mình bổ ích thì hãy cho mình một like và nhớ ấn subscribe hộ mình nhé. Hãy chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Xin cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.